chạm đến trái tim với những thông điệp hay và ý nghĩa về tình yêu và cuộc đời. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Cô độc một mình cũng chẳng sao, chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi, dẫu rằng ta không được sánh đôi bên người ấy. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại cô đơn. Tế bào cơ thể tự thay thế mỗi tháng, ngay cả chính lúc này đây, hầu hết mọi thứ anh nghĩ anh biết về em chỉ là kỷ niệm. Cậu có thể giấu đi ký ức, nhưng chẳng thể xóa nỗi lịch sử đã tạo ra nó đâu. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt, hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được. Một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hòa hợp thông thường, thay vào đó, chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau. Có đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như người trong coi bảo tàng vậy, một cái bảo tàng mà chẳng ai buồn ghé thăm, và tôi trong nó không vì ai cả, chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi. Mỗi chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại, đó là một phần cuộc sống. Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cuộc, chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất xấu xa của con người đó. Vì sao mọi người cứ phải cô đơn thế này? Có phải trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người? Chúng ta là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình.